Ta, lúc bấy giờ đất nước ta chìm đắm trước vòng nô lệ, nhân dân ta sống cơ cực lầm than. Thuở nô lệ thần ta nước mất, cảnh cơ hàn trời đất tối tăm, một đời đau suốt trăm năm, chim treo trên lửa cá nằm dưới dao. Không cảm chịu trước cảnh nước mất nhà tan, biết bao tấm gương đã hy sinh anh dũng, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Và Võ Thị Sáu, người con gái miền đất đỏ, cũng là một tấm gương sáng cho thế hệ thanh niên Việt Nam về tinh thần yêu nước, đấu tranh trong giặc ngoại xâm cho đến khi chút hơi thở cuối cùng. Nối bước cha anh khi mới 13 tuổi, chị Sáu tham gia làm liên lạc tiếp tế cho đội công an xung phong đất đỏ. Năm 1950, chị mang lựu đạn đi tập kích và bị giặc bắt. Thank you.
Chào mừng lễ kỷ niệm 45 ngày Nhà giáo Việt Nam xin phép được khép lại tại đây. Một lần nữa xin